Hello, xin chào quý vị, mình là Zoe đây. Và đây sẽ là cái video mà mình sẽ review các cặp IEM Truth Ear Zero Red mà được gọi là hợp tác với lại Chronicle, một cái người mà kiểu nghe với lại Measure, canh đo đong đếm những cái con IEM gọi là lớn nhất thế giới. Dạ, có thể nói là lớn nhất thế giới luôn á, Chronicle. Thì cái, ví dụ như các bạn tìm một cái tần số nào đó, cái đáp ứng tần số nào thì thằng Chronicle này nó cũng có hết. Và nó cũng review khá là nhiều tai nghe, cũng như là ranking khá là nhiều tai nghe á, cho nên là có thể thằng này nó sẽ rất là gọi là cái gì ta, các bạn có thể dựa vào những cái ý kiến của nó. Nhưng mà đây sẽ là cái video mà sẽ là mình đưa ra cái ý kiến của mình với lại cái con True Zero Red này. Tại vì mình cũng kiểu nhảy vô chơi IEM các thứ rồi, tại vì mình cũng là một cái người làm nhạc các thứ mà, cho nên là mình cũng phải tò mò về những cái về âm thanh như thế này. Thì với cái con mà True Zero Red thì mình sẽ cảm thấy như thế nào? Thì với cái chất lượng hoàn thiện thì so với lại cái con Hexa, mình thấy là tất cả những cái con tai nghe của True Ear đều được hoàn thiện rất là tốt. Và hoàn thiện như cái con này nó là một cái kiểu mà đổ resin đó các bạn. Mình nó giống như là cái con mà Kiwi Ears Cadenza mà mình đã từng sử dụng qua á, thì do cái con này cũng na ná y chang giống vậy á. Khác ở chỗ là khác cái con Hexa là cái con Hexa các bạn có thể dặn ốc các bạn tháo ra được, nhưng mà cái con này hình như là đổ resin. Và cái configuration, cái mà cấu hình của nó, đó chính là hai cái dynamic driver mỗi bên. Đó chính là một cái dynamic driver 10mm và một cái dynamic driver 7.8 ly như các bạn có thể thấy ở trên đây. Đó, mình cũng đọc stat cái thứ á. Thì với hai cái dynamic driver này thì một cái nó sẽ là đảm nhiệm cái việc cái nhiệm vụ là đánh bass cho các bạn nghe thùm 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 thùm. Còn một cái nó sẽ là đảm nhiệm cái nhiệm vụ là đánh chép. Cho nên là mình cảm thấy là cái configuration này nó cũng khá là bình thường, giống như là những cái cặp loa. Và cái này khi mà các bạn đeo lên tai thì nó giống như một cái cặp loa dành cho cái lỗ tai của bạn, đánh thẳng vô cái lỗ tai của bạn á. Như các bạn thấy cái thiết kế của nó thì cái dòi của nó, cái vòi, cái nó rồ của nó khá là dài, cho nên là mỗi lần mà mình đeo á thì mình không có gọi là mình không có chọt nó sâu vào. Và mình cũng khuyên các bạn á là cũng đừng có nên chọt cái con này sâu quá, thì cái nó sẽ dễ bị leak á. Tại vì tới cái phần này nè, ví dụ như các bạn đẩy vào cái lỗ tai của bạn á, đẩy gần cái màng nhĩ hơn á, thì cái phần này nó lại bị méo, nó lại bị mớp, cho nên là nó để âm lọt ra ngoài. Thì mình thấy là khi các bạn nhét vô thì các bạn chỉ cần để cái phần mà cái đầu của tiếp này nè đụng vô cái phần mà lỗ tai của bạn là ok rồi. Nhưng mà có thể là do cái khoang lỗ tai của mình nó như vậy. Nhưng mà mình cũng đã khuyên một anh làm giống như mình á, đeo cái con Red này giống như mình á, thì mình ảnh cũng nói là ok, không vấn đề hết. Cho nên là mình thấy là khi mà các bạn gọi là chỉ cần đặt hờ cái đầu tiếp này vô cái lỗ tai thôi là các bạn cũng đã có một cái bịch kín mít rồi, các bạn không có bị gọi là xuyên âm rồi. Cái việc mà những cái âm thanh ở môi trường đó, nó lọt vô cái lỗ tai các bạn là nó cũng khá là ít, cho nên mình không thấy vấn đề gì hết. Tiếp theo là những cái bộ e-tip mà nó cho thì nó cho 9 cái e-tip nhựa 3 size, gọi là 3 cặp á, và một cái cặp e-tip mà nó bằng foam. Thì mình chưa sử dụng cái foam bao giờ hết, nhưng mà mình thấy là khi mà mình xài cái size medium này cho cái lỗ tai của mình á thì mình thấy ổn, đấy, không có vấn đề gì hết. Cho nên là nó phù hợp với mình luôn. Còn đi tới cái chất âm của cái con này á, thì với hai cái dynamic driver thì nó cũng giống như là một cái cặp loa mà các bạn để lên cái lỗ tai của bạn á, một cái cặp loa mini á. Thì mình thấy là cái chất âm con này các bạn có thể nhìn trên đây, nhưng mà nếu mà các bạn không có giải mã được cái phần mà frequency response là cái gì ta, đáp ứng tần số này á, thì mình cũng sẽ giải thích cho các bạn luôn cái cảm giác khi mà mình nghe trên cái con này so với lại cái con mà True Ear Hexa. Ví dụ như là mình sẽ cho các bạn một cái ngữ cảnh nha, là cái đó là mùa hè ve kêu, xong rồi bạn đang ngồi ở trên một chiếc xe buýt và các bạn nghe được cái tiếng của gọi là cái động cơ á, nó rung, xong rồi ở bên ngoài các bạn mở cửa sổ ra, bạn nghe tiếng ve kêu nữa. Thì cái con này nó cho mình một cái cảm giác y xì vậy luôn á. Thì cái bass của nó, như các bạn có thể thấy ở trên cái đáp ứng tần số này nè, thì cái bass của nó lên rất là cao. Và như các bạn có thể thấy là cái con Red này so với là cái con mà Zero cũ của thằng Chronicle luôn á, thì nó được tune Harman Kardon, còn cái con này thì được tune theo ý của cái thằng Chronicle này. Và mình thấy là tuning như thế này thì cái việc mà mình nghe nhạc mình cảm thấy rất là enjoyable, mình cảm thấy rất là tận hưởng âm nhạc luôn, mình không có một cái vấn đề gì hết. Và mình thấy là bass của nó đánh đủ rung, đủ để cho các bạn có một cái cảm giác là nó rung nè, nó rumble, nó cảm giác là nó đầy đủ, nó dày á, cái tiếng bass nó dày. Và cái phần mid thì nó ngang xè, cho nên là nó cũng khá là trung tính ở cái phần mid này. Nhưng mà lên cái phần này thì đối với là những con IEM thì mình thấy là lên cao như thế này thì nó cái cảm giác nó vẫn rất là trung tính luôn, và nó cho mình một cái chất âm sáng
thì cái con tai nghe này nó vừa ấm vừa sáng, mà không phải là kiểu quá ấm nha, nó là chỉ cần nó chỉ ấm ở cái phần mà bass thôi á, cho nên là mình thấy là ok. Còn phần sub bass thì cũng có luôn, cho nên là nó mới giải thích cho việc là các bạn nghe được cái âm nhạc mà nó rumble á. Mình thấy là cái chất âm của cái con này để mà tận hưởng âm nhạc á thì rất là vui, nhưng mà để mà mình làm những cái việc khác á, ví dụ như là các bạn cũng edit video các thứ đi, thì cái chất âm này nó không có được reliable lắm. Reliable tiếng Việt là cái gì? Cái chất âm của cái con này nó không có được đáng tin cậy để mà các bạn sử dụng nó, các bạn cầm cái cặp tai nghe này để mà các bạn làm video các thứ, các bạn chỉnh âm thanh cho cái video của bạn các thứ, thì nó không có đáng tin cậy. Tại vì nó tune như thế này mà nó bass của nó rất là sâu, và mình cảm giác là khi mà nghe trên cái con này thì nghe nhạc nó rất là vui, nhưng mà khi mà làm video thì mình có một cái cảm giác là nó sẽ bị một cái gì đó mà nó khá là không có trung thực. So với là cái con Hexa thì mình sử dụng cái con Hexa nó rất là trung tính luôn, và mình thấy là khi mà mình làm video trên nó, và mình cũng đã làm một cái bài nhạc trên cái con Hexa luôn, thì mình thấy là sau khi mà mình làm trên Hexa xong rồi mình đem qua những cái con tai nghe mà kiểm âm của mình thì mình thấy là nó cũng ok, nó cũng khá là giống nhau, nó không có bị mà mất này mất kia nhiều. Mà đối với con này thì mình thấy là nó sử dụng để nghe nhạc thì nhiều hơn. Còn về cái việc chơi game với cái con này thì mình thấy là cũng ổn. Khi mà mình bắn Valorant thì nó cũng immersive, nó cho bạn có một cái cảm giác là các bạn gọi là nhập tâm hơn vào trong game. Và với cái con này thì các bạn vẫn có một cái adapter mà bass boost, boost cộng. Thì cái con này là 17 ohm, cho nên là các bạn việc mà các bạn cắm vào tai nghe thì các bạn nghe bình thường thôi, các bạn không có bị, nó không có bị thì thào, nó có 17 ohm mà, chỉ có 17 ohm thôi. Và đây là cái cục adapter bass cộng của nó, và nó cho các bạn thêm là 10 ohm, và nó cho thêm cỡ khoảng đâu chừng 2-3 decibel bass. Thì mình thấy là mình thì mình không phải là, cái đó không phải là cái gu của mình, tại vì khi mà mình nghe bass với cái cục adapter thì nó lại bị quá là kiểu giống như là nó quá nhiều á, xong rồi nó khiến cho mình bị mệt mỏi, cái lỗ tai mình rung nhiều quá, xong rồi nó bị ù á, cảm giác nó rất là ù luôn các bạn. Đối với mình á, đối với lại cái sở thích của mình, cái sở thích nghe nhạc của mình á, thì mình không có thích gắn cái adapter vô, mặc dù mình cũng rất là thích bass nha, nhưng mà mình thích những cái tiếng bass nào mà nó trong hơn, nó kiểu nó gằn hơn, chứ không phải là những cái tiếng bass mà nó rung quá trời rung xong rồi nó lấn những cái tiếng khác. Và về cái việc mà cái giải tần như thế này thì mình thấy là nó không có bị lấn những cái giải khác, cho nên là các bạn cứ yên tâm. Tại vì khi mà mình nghe thì bass vẫn rất là rõ, và vocal thì kiểu cực kỳ nổi luôn, cực kỳ dày luôn nha. Vocal nam, vocal nữ gì cũng phải nói là rất là dày luôn. Và sau khi mà mình nghe cái con này song song với lại một cái con mà studio monitor của mình đang đeo trên lỗ tai á, cái con Sony MDR7506 này á, thì mình thấy là cái vocal của cái con này nó dày hơn là cái con Sony. Mặc dù Sony là nó là một cái con mà dùng để tracking, để mà nghe vocal á, thì cái con này nó là dày hơn, và nó cho mình một cái cảm giác là nó đầy hơn. Và với cái con Sony á, thì cái vocal nó sẽ nằm ở giữa, ví dụ như là mình nhắm mắt lại thì mình biết là cái người hát nó đang ở trước mặt mình luôn. Còn cái con này á, thì nó sẽ có một cái cảm giác là nó vẫn ở trước, nhưng mà nó được tán ra dày hai bên hơn, trái phải hơn. Cho nên là mình thấy là để mà các bạn nghe vocal và những cái bài nhạc mà ví dụ như những cái bài nhạc indie có vocal nam, vocal nữ, hay là nhạc của làm các bạn làm kẹo con á, thì vẫn rất là ok, mình thấy là kiểu cực kỳ tốt luôn. Còn về cái những cái kỹ thuật của cái con này á, thì mình thấy là nó cũng khá là bình thường, nó cũng kiểu nó bình thường tới mức mà tầm thường luôn á, so với lại là khi mà mình nghe cái con mà 7 hertz Soundnode 7 hertz 0 02 nha, thì mình thấy là cả hai con với cái mức giá trên nhau khoảng đâu tầm gần 400.000 á, thì mình thấy là cả hai con nó đều có một cái kỹ thuật giống như nhau, kiểu âm trường rồi độ tách lớp của nó thì giống khá là giống, kiểu giống khá là nhiều á. Cho nên là mình thấy là cái con này thì chắc là mua về để các bạn tận hưởng âm nhạc vì cái chất âm của nó thôi, chứ không phải là vì cái độ tách lớp của nó, vì những cái giống như là âm trường xung quanh của nó. Âm trường này đối với cái âm trường này của một cái cặp AM thì các bạn sẽ được một cái là khi mà vào game thì các bạn cũng sẽ được một cái âm trường rất là tốt, rất là kiểu 360 luôn, cũng nó không phải là kiểu trái phải xong rồi đằng trước, nhưng mà nó 360, các bạn vẫn có thể gọi là định vị được địch, nhưng mà nó không có kiểu quá khủng tới cái mức mà các bạn có thể nghe được rồi gọi là xa cực xa, hoặc là việc kiểu các bạn định hướng rõ cực rõ so với lại những cái con tai nghe mà open back mà mình từng sử dụng á. Tại vì khi mà mình nghe open back mình định hướng rất là hay luôn, nhưng mà đối với con này thì mình thấy là những cái kỹ thuật của nó, cách tách lớp của nó thì nó khá là bình thường. Tại vì khi mà mình nghe, ví dụ như là mình là một người làm nhạc, mình biết là khi mà mình đặt echo á, là ví dụ như mình hát vang trái phải nó nhảy qua trái phải á, thì mình nghe đeo những cái con tai nghe phòng thu á, thì mình nghe được là nó rõ ràng là trái phải, nó đang trái phải xong nó phay từ từ. Còn cái con này á, thì mình thấy á, là nó khá là khó để mà nhận biết được. Và với những cái giống như là tách lớp của âm thanh á, thì mình thấy á, là
những cái tiếng mà ví dụ như là có một cùng một cái tần số thì mình thấy là nó dễ bị lẫn vào nhau. Và về cái âm sắc của cái con này thì mình thấy là cũng đẹp, nói chung là đẹp. Những cái tiếng piano thì mình nghe phát là ra cái tiếng piano, nghe phát là ra được cái tiếng gọi là mình biết đó là cái nhạc cụ gì luôn á. Thì cái âm sắc của cái con này, cái tonality của nó thì mình thấy là đẹp, nói chung là đẹp. Và cái tuning này cũng đẹp để mà các bạn dành riêng nó để mà nghe nhạc vừa chơi game cũng được nữa. Còn về những cái giống như là ví dụ như các bạn cầm cái con này các bạn đi làm video thì chắc chắn là các bạn phải cần phải làm quen với nó, các bạn cần phải biết nó cái chất âm của nó như thế nào để mà các bạn có thể là EQ như thế này rồi chỉnh âm như thế này để cho nó không có bị quá là đục á. Ví dụ như là khi các bạn nghe con này mà khi các bạn thu âm một cái tiếng mà nó nghe thì nó trong trẻo đi, nó tương đối là trong trẻo đi, nhưng mà các bạn đem vô, các bạn đeo cái con này vô, các bạn bỏ vào video thì mới thấy là tự nhiên bass nó cao quá. Các bạn nghe được là cái tiếng bass nó kiểu nó bị ù ù ù á, xong rồi các bạn tự nhiên các bạn vuốt EQ xuống nó xuống, các bạn cho nó là kiểu cái phần này của nó xuống một xíu, thì sau đó xuất cái video ra tự nhiên cái tiếng của bạn giống như là bị nghẹt mũi, giống như là có ai bóp cái mũi của bạn nói chuyện vậy đó. Cho nên là mình thấy là về cái việc mà nghe nhạc và chơi game thì trên cái con này cực kỳ tốt, nhưng mà về những cái còn lại á như là kỹ thuật hoặc là gọi là âm trường rồi tách lớp các thứ thì con này nó vẫn chưa phải là một cái gì đó mà nó thật sự là nó độc đáo đối với mình, hoặc là nó kiểu là mình wow trên một cái con mà IEM á. So với lại cái con mà mình thấy wow nhất là cái con mà EA-1000 đến từ SimGod, thì mình thấy là cái kỹ thuật của nó cực kỳ tốt đối với là một cái cặp IEM luôn. Thì đây là cái video mà mình review cái con Truth Ear Zero Red của Truth Ear và Clinical Tool như thế này. Thì đây không phải là Harman mà là tuning của nó, cho nên là mình cái này cũng không phải gọi là V-shape hay là U-shape hay là cái gì hết, mà nó là tuning của Clinical. nó thích nâng chỗ nào, nó thích hạ chỗ nào thì nó nâng thôi. Thì cảm ơn các bạn đã xem, nếu các bạn thấy hay like, share, subscribe. Còn nếu các bạn muốn xem những video khác thì các bạn có thể bấm vào đây hoặc đây hoặc là đây. Thì mình cắm vô cái con Deluxe này thì cái con Deluxe này nó cũng không có gọi là làm méo âm quá nhiều á, thì nó cái chất âm mà nó cho ra nó đều trung tính á, cho nên là mình thấy là đây là cũng khá là giống với cái việc mà các bạn cắm thẳng vào máy tính á. Rồi, bye bye. Boa.